Chiều ngày 27 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, bàn các nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Cùng dự có bí thư huyện ủy Phan Tấn Linh, cùng các đồng chí trong ban thưởng vụ huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Phan Thị Kim Oanh chủ trì phiên họp. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện trong tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2019. Báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 11 và nghe đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về nội dung thời gian cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện thường lệ giữa năm và đề án sắp xếp lại các trường giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2022-2025. Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh nhấn mạnh, kỳ họp thường lệ giữa năm là hết sức quan trọng để đánh giá quá trình thực hiện các nghị quyết trong nửa năm qua. Bí thư Huyện ủy lưu ý, kỳ họp sẽ diễn ra với nhiều nội dung, vì vậy cần sắp xếp kỳ họp khoa học để kỳ họp diễn ra hiệu quả các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm tại kỳ họp. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Phan Thị Kim Oanh thống nhất với các nội dung thảo luận tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 sẽ diễn ra trong một ngày rưỡi. Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 tại nhà văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân. Để kỳ họp diễn ra hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cơ quan văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị chú đáo các báo cáo tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới